uống một loại thuốc nào đó liên quan đến việc tránh thai. Thuốc tránh thai nè. Trời ơi, con đi đâu mà giờ nó mới về vậy? Trễ giờ uống thuốc rồi nè con. Uống thuốc là phải uống đúng giờ thì mới có tác dụng con nha. Dạ mẹ. Uống đi con. Uống đi con.